bạn, hôm nay mình quay trước hầm kỳ H9 3.0 bản Pharmacy 4 chỗ. Động cơ là 3.0. Chiều dài 5m107 và là bản V6 các bạn. Nội thất màu da bò. Bản này bên mình đang bán 2.688.000.000. Sau rất ấn tượng. Còn như lớp da bò, lớp da. Âm thanh bồ. Âm thanh rất là hay. Các bạn ạ.
hai màn hình phía sau. Cả nóc ba lô ra mà. Có massage ghế 4 ghế ngồi là massage. Tại bên mình có màu đen. Giao ngay cho quý khách hàng.